Trường Giang được khen như sói ca khi cõng Nhã Phương trong chuyến đi trăng mật ở Phú Quốc. Hình ảnh Trường Giang Nhã Phương trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật tại Phú Quốc được dân mạng chia sẻ rầm rộ. Sau đám cưới diễn ra ngày 25 tháng 9 vừa qua, mới đây, một số trang mạng xã hội chuyên bàn việc showbiz vừa đăng tải một số hình ảnh Trường Giang và Nhã Phương trong chuyến du lịch tại Phú Quốc. Trước đó, nhiều tin đồn, người ta cho rằng cả hai đang nghỉ dưỡng ở Hàn Quốc, song cuối cùng họ quyết định về nơi Trường Giang có một biệt thự lớn để hưởng tuần trăng mật. Trong chuyến du lịch này, cả Trường Giang và Nhã Phương đều lựa chọn trang phục hết sức đơn giản. Đôi vợ chồng son chọn tông trắng giống nhau. Đặc biệt, cặp đôi còn diện đôi dép tàu ong huyền thoại từng xuất hiện trong bộ ảnh cưới mới đây. Từ hình ảnh chia sẻ, có thể thấy nam danh hài Trường Giang cõng Nhã Phương đi từ thuyền vào trong đảo để tránh cho cô khỏi bị ướt chân. Hành động này nhận nhiều lời khen có cánh từ dân mạng. Hacker tuyên bố sẽ xóa trang Facebook của Mark Zuckerberg vào Chủ nhật, sẽ livestream cho toàn thế giới xem trên chính nền tảng Facebook Live. Nhân vật tự xưng là hacker mũ trắng này là chuyên gia trong lĩnh vực săn lỗi nhận thưởng. Theo Bombem của hacker mũ trắng vừa tuyên bố rằng anh ta sẽ tự hack trang Facebook của Mark Zuckerberg vào Chủ nhật này. Trong một bài đăng trên Facebook cá nhân 26.000 lượt theo dõi, hacker Chen Ji-yeon hứa sẽ xóa tài bản Facebook của người sáng lập ra và trực tiếp phát sự kiện này trên Facebook Live. Chen Ji-yeon là một hacker nổi tiếng của Đài Bắc Trung Hoa. Chen được vinh danh trong ngôi đền danh vọng năm 2016 của Clean Group vì những thành tích trong việc săn lỗ hổng phần mềm. Anh cũng từng xâm nhập vào hệ thống quản lý xe bus của địa phương và thực hiện thành công giao dịch mua vé. Trên Facebook của mình, hacker này cũng đăng tải hình ảnh chụp hình phản hồi của Facebook về lỗi báo cáo của anh. Trước đây, Trang kiếm tiền bằng cách viết về các phương thức hack. Nếu hack thành công trong trang Facebook của Mark Zuckerberg, thì có thể Trang sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ từ Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới. Luôn duy trì một chương trình tặng thưởng cho các hacker phát hiện lỗ hổng hoặc các lỗi trong các dịch vụ của họ. Nếu thành công, đây không phải là lần đầu tiên trang Facebook của Mark Zuckerberg bị tấn công. Năm 2011, một trang hacker đã đăng tải thành công trạng thái bằng tài khoản của Zuckerberg trong sự kiện livestream. Nếu không bị hack Facebook chặn, sẽ bắt đầu vào 6 giờ chiều giờ Đài Bắc Trung Hoa. Tính ra toàn cầu, sự kiện này sẽ bắt đầu vào 3 giờ sáng tại San Francisco, 6 giờ sáng tại New York, 11 giờ sáng tại London, 12 giờ chiều tại Berlin, 1 giờ tại Moscow, 3 giờ 30 chiều tại Delhi, 6 giờ chiều tại Bắc Kinh, 7 giờ chiều tại Tokyo, 7 giờ chiều tại Hà Nội và 8 giờ tối tại Sydney. Facebook bị nghi cố tình chơi bẩn bằng cách block dân mạng không cho xe tin mình bị hack. Dù bằng chứng chưa xác thực 100%, nhưng liệu đây có phải là một hành động chủ quan cố tình đến từ ông lớn của mạng xã hội này để bưng bít một phần tiếng xấu? Sau khi tin tức về vụ việc Facebook bị hacker ảnh hưởng đến 50 triệu người dùng nổi tiếng, rất nhiều trang Facebook toàn cầu đã đón nhanh chóng lan tỏa thông tin đi kèm những cách thức khắc phục và phòng ngừa liên quan đến cần thiết. Tuy nhiên, có vẻ như Facebook lại đang cố tình chặn những luồng tin đó để người dùng Facebook có thể không thể chia sẻ. Cụ thể, rất nhiều người đã cùng lên tiếng trên các cộng đồng mạng xã hội rằng mỗi lần thử share link tìm bài liên quan đến vụ hack thì cộng đồng hành động đó lập tức bị chặn, không thể hoàn thành. Giới hạn bị chặn không quy định một link duy nhất mà là nhiều nguồn khác nhau. Dù theo ghi nhận ban đầu thì có vẻ nguồn share từ địa chỉ của The Guardian là bị chặn nhiều nhất. Được biết, tình trạng trên chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, còn ở thời điểm hiện tại đã tạm không còn nữa. Các thao tác share link tin tức đã hoạt động bình thường. Một lời giải thích được đưa ra là cơ chế phát hiện spam của Facebook. Trang mạng xã hội này sẽ tự động để ý phát hiện và đánh dấu hành vi chia sẻ nào đáng bất ngờ, lặp đi lặp lại nhiều liên tục từ cùng một nguồn tin trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, điều đó chưa chắc đã đủ lý. Một người làm việc liên tục có thể bị nghi ngờ, nhưng nhiều người cùng chia sẻ đó là tính chất lan tỏa của một tin tức, không phải dễ dàng bị lộ, ngộ nhận là spam như trên. Dĩ nhiên, trên Facebook có thật sự cố tình can thiệp chặn tin tức, chia sẻ để đánh tránh tiếng xấu của mình bị lan tỏa ra xa cũng chỉ là một giả thuyết. Xét cho cùng thì từ đầu năm đến nay, tiếng tăm của họ cũng đã nổi lên nhiều lắm nhờ những scandal lớn nhất lịch sử phát triển rồi. Uy quyền ngầm đáng sợ của danh hài Hoài Linh. Vị trí đàn anh bất khả xâm phạm của Hoài Linh không cần tới bất kỳ tranh đấu, bon chen nào, bởi nó được Hoài Linh xây dựng bằng những điều hoàn toàn khác. Thời gian này, Hoài Linh ít xuất hiện hơn trước, không còn phủ sóng mọi kênh truyền hình, không còn chiếm lĩnh mọi game show, chương trình truyền hình thực tế. Anh Bốn có lẽ đã có thể tạm cho mình chút thời gian nhẹ nhàng sau chuỗi ngày làm việc đầy mệt mỏi. Anh cũng biết mọi nguyện ước của cả cuộc đời anh, căn nhà thờ tổ đã thực hiện được. Hoài Linh không còn phải căng sức trên mọi lĩnh vực để kiếm tiền như chính anh từng thổ lộ. Có điều, ngay cả khi ngôi sao hài lặng lẽ hơn, thu mình hơn, thì ảnh hưởng cũng như sức nặng của Hoài Linh vẫn chẳng thể nào giảm sút. Hoài Linh sở hữu tầm ảnh hưởng ít ai bì kịp. Quãng thời gian vài năm trước khi nhà thờ tổ hoàn thành là lúc Hoài Linh gồng hết sức cỡ, xuất hiện cùng lúc với cả hàng chục game show, chương trình giải trí. Có thời điểm người ta bật kênh nào cũng thấy Hoài Linh. Từ trung ương cho tới tỉnh thành, các vai giám khảo cho đến MC, khách mời, Hoài Linh có tầm phủ sóng vượt trội mọi ngôi sao giải trí khác. Giá cách chê đồn thổi cao nhất ngất ngưỡng của Hoài Linh cũng không thể cản mọi nhà sản xuất muốn gật đầu từ Hoài Linh. Dù anh từng thẳng thắn nói rằng làm việc để kiếm tiền, nhưng chẳng ai thể phủ nhận sức hút quá khủng khiếp từ thương hiệu Hoài Linh. Dân trong nghề chưa từng tiết lộ thông tin đại loại chương trình nào Hoài Linh góp mặt là gần như thắng chắc. Ngoài việc duyên dáng ít ai bị kịp, lượng fan khổng lồ của Hoài Linh cũng là minh chứng cho thành công của mọi chương trình. Không nhiều nghệ sĩ được lòng đám đông như Hoài Linh, và chuyện đột ngột cùng sao lên sóng vài ba chương trình giải trí khác vẫn ăn khách như là điều bất thấy. Chính bởi lý do đó, lời xăm xì, uy quyền của Hoài Linh bắt đầu được người ta bàn tán. Quả thật, với vị trí của một ngôi sao chủ bài, không khó để tưởng tượng ra tầm ảnh hưởng của Hoài Linh ghê gớm ra sao. Không chỉ nhà sản xuất, bầu show tầm ảnh hưởng của Hoài Linh còn phủ sóng mọi ngách showbiz. Một lời nhờ vả của anh có thể đem lại cơ hội trong mơ cho một nghệ sĩ. Một cuộc gọi điện thoại của Hoài Linh có thể giải quyết những vấn đề nan giải trong showbiz. Đó không chỉ là những tin đồn mà hoàn toàn có khả năng xảy ra ngoài đời thực. Đại ca không cần đấu tranh của showbiz Việt. Có điều tầm ảnh hưởng không thể điều duy nhất là một anh Bốn đầy uy vọng của làng giải trí. Bằng chứng là tới tận khi Hoài Linh giảm bớt công việc show diễn, lặng lẽ hơn với những công việc tâm linh, thì vị trí độc nhất vô nhị của anh vẫn chẳng hề lay chuyển. Hãy nhìn lễ giỗ tổ quy tụ gần hết những ngôi sao showbiz của Hoài Linh, người ta sẽ hiểu vị trí của nam danh hài đáng nể tới mức nào. Có thể nói, ngoài Hoài Linh, không một nghệ sĩ nào trong giới có đủ uy tín để đứng ra tổ chức lễ hoành tráng và đủ đớn như thế này. Mỗi nhà hát, mỗi sân khấu đều có riêng gửi tới tổ nghiệp, nhưng chỉ nhà thờ tổ của Hoài Linh được xem là điểm đến chung của các nghệ sĩ của làng giải trí. Làm được điều đó không chỉ cần tới quyền lực, mà chỉ cần phải có cái tâm và cái danh cỡ của Hoài Linh. Đã từ rất lâu, người ta mặc định Hoài Linh là anh cả của làng giải trí. Anh cũng đồng nghĩa với việc anh không có đối thủ và gần như không cần phải đấu tranh bon chen với bất kỳ ai. Trong suốt cả sự nghiệp của mình, Hoài Linh cũng không cần phải có bất kỳ ồn ào nào liên quan tới những điều tương tự. Thời điểm đứng trước đỉnh cao danh vọng, Hoài Linh lại càng không có lý do để chèn ép, đấu tranh cùng ai. Ngược lại, điều anh phát tâm là làm chỉ là xây dựng điểm tựa tinh thần, tâm linh cho mọi anh em nghệ sĩ. Từ việc đứng ra dàn xếp những vụ xích mích, giúp đỡ những nghệ sĩ khó khăn, cho tới việc kêu gọi nghệ sĩ xích lại gần nhau, những gì Hoài Linh làm đều không hề dính dáng tới chuyện quyền lợi của riêng mình. Thậm chí, tới cả công trình khổng lồ như nhà tổ
cũng được anh dùng cả đời thực hiện chỉ vì mong muốn nghệ sĩ có một chốn gửi gắm niềm tin. Chính bởi lý do đặc biệt đó nên Hoài Linh mới có thể sở hữu vị trí không có đối thủ của làng giải trí nào làm được. Làm gì có ai có thể thay thế Hoài Linh làm những công việc khó khăn kia. Mỗi lần xuất hiện, anh sẽ luôn là ngôi sao được trân trọng, được nể nang nhất, dù bất kỳ ở đâu. Đặc biệt hơn, vị trí của Hoài Linh không thể bị lên xuống hoặc ảnh hưởng bởi tiếng tăm, quyền lực. Những nghệ sĩ đàn em dù nổi tiếng, giàu ảnh hưởng tới đâu đi chăng nữa, họ vẫn sẽ gọi Hoài Linh là anh bốn một cách chân thành. Ngay cả khi danh hài thu mình lại trước những ồn ào giải trí, thì sức nặng của cái tên Hoài Linh vẫn còn nguyên vẹn. Bởi Hoài Linh có thể trở thành anh lớn của đa số nghệ sĩ, không phải là vì ánh hào quang.